Nếu đúng, đời cha ăn mặn, đời con khát nước thì có trái luật nhân quả không? Kính thưa quý vị, như ăn mặn là nhân mà khát nước là quả. Chính vì cha mẹ ăn ở không có đức mà có thể gây ảnh hưởng, hậu quả cho đời con gánh chịu. Đây là nhân quả tương đồng, tác động ảnh hưởng bởi cộng nghiệp mà ra. Hỏi: Kính bạch thầy, con thường nghe người ta nói câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Con chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này như thế nào, và nói như thế có trái với luật nhân quả hay không? Kính xin bạch thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con được rõ. Đáp rằng: Câu nói này mới nghe qua thì dường như có chống trái với luật nhân quả. Vì theo luật nhân quả, ai làm người đó chịu, không thể người này ăn mà người khác lại no, hay người này uống mà người kia đã khát. Nghiệp quả mình gây thì mình phải chịu nhận lấy, không ai thay thế cho ai. Thế thì tại sao ở đây nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước? Câu nói này theo chỗ hiểu của chúng tôi thì nó nói lên cái tác động ảnh hưởng qua lại trong đời sống gia đình. Đã sống chung trong một gia đình, tất nhiên ngoài biệt nghiệp ra, nó còn có sự cộng nghiệp trong đó. Nếu không có sự cộng nghiệp thì chắc chắn không có sự quan hệ gắn bó tương quan qua tình nghĩa cha con hay vợ chồng. Dù đây là duyên nợ oan gia chẳng chịt của mỗi người với nhau trong quá khứ. Đã nói là cộng nghiệp thì ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng với nhau. Theo biệt nghiệp thì ai làm người đó chịu. Như cha phạm pháp thì cha phải chịu tù tội trước pháp luật, không ai có thể thay thế. Tuy nhiên, nếu xét trên bình diện cộng nghiệp thì việc làm của người cha sẽ gây ra ảnh hưởng tới gia đình rất lớn. Ảnh hưởng tác động qua nhiều phương diện, như sa sút về phương diện làm ăn, khó khăn trong vấn đề kinh tế gia đình, ảnh hưởng tới sự học hành của con cái về mặt lý lịch, vật chất cũng như tinh thần. Điều liên hệ ảnh hưởng về việc học hành thi cử này, chúng ta thấy rất rõ. Sau năm 1975, đa số các con em học sinh trong những gia đình có cha làm sĩ quan cấp lớn thời quốc gia đều bị đánh rất vì lý lịch không tốt. Như vậy, việc cha làm có ảnh hưởng cho gia đình và con cái là như thế. Đó là một cộng nghiệp chung của gia đình phải gánh chịu. Còn người cha bị pháp luật trừng trị, hành hạ, đó là nghiệp riêng của ông ta. Từ đó suy ra, hành động tốt hay xấu của mỗi thành viên trong gia đình hay trong một đoàn thể, rộng ra là cả quốc gia dân tộc, đều có tác động ảnh hưởng chung. Vì thế mới có những câu nói tốt lá tốt nem, tốt em tốt chị, hay ngược lại cũng thế. Hoặc là một người làm xấu cả bọn mang nhơ, một người làm tốt cả bọn được nhờ, vân vân. Còn rất nhiều những câu nói như thế. Nếu làm cha mẹ ăn ở không có đức thì người con dễ bị hư hỏng. Thí dụ trong gia đình, người cha thì hay rượu chè, say sưa be bét, còn mẹ thì cũng hay thích chơi bài bạc đỏ đen. Đã vậy, hai người còn xung khắc, cãi vã dày dà với nhau mãi. Cuộc sống giữa hai người không có một chút hạnh phúc. Cả hai đều sống buông thả như thế thì bảo làm sao con cái trong gia đình nên thân cho được. Bởi cha mẹ thiếu đạo đức thì làm sao dạy dỗ con cái. Tất nhiên, con cái cũng có cuộc sống bê tha mà thôi. Điều này đã và đang xảy ra nhan nhản hàng ngày trong xã hội. Trong cuộc đời tương đối, đôi khi cũng có những trường hợp đặc biệt ngoại lệ. Như cây đắng mà sinh trái ngọt, có những gia đình cha mẹ thiếu đạo đức, kém học thức, nhưng có những đứa con rất ngoan hiền, học giỏi, đỗ đạt thành tài. Những trường hợp ngoại lệ này, thật sự mà nói, ta thấy rất ít. Đại đa số đều tác động chịu ảnh hưởng bởi cộng nghiệp rất lớn. Tóm lại, câu nói trên, theo tôi thì không có gì là chống trái với luật nhân quả cả. Vì luật nhân quả, ta phải xét qua nhiều mặt, không thể xét một cách đơn phương, cục bộ, một chiều được. Bởi lý nhân quả nó tương quan theo ước định của chiều thời gian,
và sự ảnh hưởng qua lại giữa biệt nghiệp và cộng nghiệp đương nhiên là phải có. Đời cha gây ra những hành động xấu, tốt, tất nhiên phải có ảnh hưởng đến đời con. Nếu đời cha là người ăn ở có đạo đức, hiền từ, có trình độ học vấn, kiến thức khá và có một đời sống cư xử gương mẫu, thì đời con chắc chắn là phải có ảnh hưởng tốt đẹp lên. Trường hợp này đã xảy ra nhan nhản trong xã hội xưa nay. Ngược lại, nếu người cha là một người kém đạo đức, đời sống bê tha, trụy lạc, có nhiều tính xấu, thì tất nhiên sẽ gây ra tác động, ảnh hưởng đến tính tình và đời sống của người con rất lớn. Như ăn mặn là nhân mà khát nước là quả, chính cha mẹ ăn ở không có đức mà có thể gây ra ảnh hưởng, hậu quả cho đời con gánh chịu. Đây là nhân quả tương đồng, tác động ảnh hưởng bởi cộng nghiệp mà ra. Bạn là người hạnh phúc nếu có 5 điều này. Kính thưa quý vị, hạnh phúc là những điều đơn giản xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, do không biết cách cảm nhận, nhiều người cả đời cũng không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Dưới đây là 5 điều cơ bản giúp mọi người cảm thấy cuộc sống luôn tràn đầy hạnh phúc. Lòng biết ơn tạo ra hạnh phúc. Nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh rằng lòng biết ơn không chỉ là truyền thống đạo đức tốt đẹp, mà còn có tác dụng tâm lý tích cực làm chúng ta hạnh phúc hơn. Các nhà khoa học ở Đại học Harvard của Mỹ nhận định rằng thể hiện lòng biết ơn thường xuyên giúp chúng ta nhận ra những điều tốt đẹp xung quanh mình, từ đó kết nối hơn với thế giới, tăng cường sức khỏe, đối phó với nghịch cảnh. Tránh suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ bi quan khiến cho cảm xúc của bạn đi xuống, luôn trong trạng thái căng thẳng, chán nản. Vì thế, hãy chấp nhận thực tế, biết nhận sai và cố gắng thay đổi. Hãy nghĩ rằng, tôi đã làm gì sai? Tôi cần thay đổi như thế nào? Việc này cũng không đến nỗi kinh khủng như mình nghĩ. Mình có thể làm tốt hơn, vân vân. Khi mặt tích cực xuất hiện, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Chia sẻ khó khăn với người khác. Theo một nghiên cứu ở Mỹ, chúng ta luôn vui vẻ sau khi giúp đỡ ai đó, dù chỉ là việc rất nhỏ. Các nhà khoa học cũng khẳng định những người hay làm từ thiện sẽ cảm thấy cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn người khác. Trân trọng những điều nhỏ bé. Nếu muốn hạnh phúc hơn, bạn cần học cách trân trọng từng niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống. Hãy sống chậm lại để cảm nhận mọi điều kỳ diệu. Hãy nếm thử chiếc bánh trong quán cà phê gần nhà và tận hưởng hương vị ngọt ngào, tinh tế của nó. Hãy dành thêm một phút để cảm nhận niềm vui khi người bạn thân gửi cho bạn một tin nhắn ngộ nghĩnh. Nhìn bên ngoài, những điều nho nhỏ như vậy có thể không quan trọng, nhưng nó thực sự hữu ích cho bạn. Luôn cố gắng làm tốt. Cố gắng làm mọi chuyện đủ tốt sẽ giúp bạn cảm thấy phấn chấn, hạnh phúc hơn. Bởi khi đó, bạn sẽ không phải hối hận vì những sai lầm của mình. Không cần căng thẳng tìm ra biện pháp khắc phục, sửa chữa vấn đề.